Hôm nào Vũ Thị Linh ơi, hôm nào lên Hà Nội thì vào anh em chơi. Phạm Tuấn Anh ơi, quán của đứa em gái mà, chỉ dùng là Trần đấy mà. À, công tử họ Nguyễn mình giờ mình lờ đấy. Cảm ơn Ngọc Sơn nhá. Có gì đâu mà vãi à Phạm Tuấn Anh ơi. Có gì đâu. Ok em, ok em. Ok Ninh Vũ nhá. Hả? Vãi thì thôi, đây à? Đây, Dương vừa bảo anh quên rồi, trên này này, Dương bảo là em Tuấn Anh chọc mà. Là... Tuấn Anh ơi, anh đây. Quên em rồi, chả biết nó quên em à. Dung, ý là bảo Dung quên. Đúng quên, rồi, quên Tuấn Anh chọc mà. Các em nó cũng hạn chế, nó không mời mấy Tuấn Anh ạ. À. Cảm ơn Đức Nguyễn nhá. Em nhận nó mời chia lo, chứ phải là nha. Nhiều ngày quán nhỏ mà chị. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Thật ra nhiều người anh em biết là ngồi đâu, anh bị nhiều người mời, rất nhiều người mời luôn, nhưng mà không. Bây giờ tự dưng là anh khỏe các em. Cảm ơn Tuấn Anh trọng rất nhiều nhá, anh khỏe mà. Ra tòa đâu. Hôm nào sang anh nhá, Tuấn Anh nhá. Nói rồi. Không vấn đề rồi. Con này chuyện đang rất rõ rệt kia.